Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta hiệu ứng mở ra câu đối chúc Tết bằng PowerPoint nha. Đầu tiên, chúng ta dùng các hình chữ nhật kết hợp với hiệu ứng chuyển màu để tạo ra một thanh quận như thế này. Sau đó, chúng ta vào Insert và vẽ một hình chữ nhật thật dài tràn ra bên ngoài và tô dấu màu nền của slide hiện tại là màu trắng. Chúng ta nhấn chuột phải vào thanh quận, chọn Bring to Front để đặt đè lên hình chữ nhật. Sau đó giữ Shift chọn cả hai vật thể, nhấn chuột phải và chọn Group để nhóm vật thể với nhau. Chúng ta giữ Ctrl Shift kéo vật thể sang phải để nhân đôi thẳng hàng, rồi vào Shape Format và Rotate và chọn Flip để lật ngược với cả hình gốc. Bước kế tiếp, chúng ta nhấn chuột phải vào Size, chọn Duplicate để nhân đôi. Quay lại Size 1, chúng ta di chuyển sao cho hai thanh quận che kín được cấu trúc. Cuối cùng, chúng ta chọn Size 2 vào Transition và dùng hiệu ứng chuyển cảnh là Morph để thời gian khoảng 4 giây và nhấn Preview để xem thử. Và đây là kết quả của chúng ta. Cùng tham gia khóa PowerPoint vào tháng 3 tới của NiceLine để sở hữu miễn phí Office 365 và Bộ Tools của NiceLine, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh khổng lồ của PowerPoint nhé.